Bạn đang nghe nội dung từ Waka. Ai đang giật dây bạn? Cách phá vỡ vòng lặp thao túng và giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Bạn thân mến, có giai đoạn nào trong cuộc sống bạn rơi vào những mối quan hệ đầy toan tính và kiểm soát? Bạn bị ai đó thao túng, gây ra cảm giác trầm cảm, tự ti và bất lực. Các hành vi, lời nói và trạng thái cảm xúc của bạn đều không còn do chính bạn điều tiết. Thay vào đó là sự chi phối vô hình từ một người khác. Đó có thể là một người bạn, một người thân trong vòng tròn quan hệ, thậm chí là một đồng nghiệp bạn đang tiếp xúc hàng ngày. Những mối quan hệ thao túng ấy thông thường không đem lại các hiệu ứng tích cực cho cuộc sống và sự phát triển của bạn. Trái lại, luôn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bực bội, mắc kẹt và không còn tin tưởng vào các quyết định của bản thân. Đã tới lúc bạn cần nhìn nhận rõ về nó và chấm dứt những lo lắng phiền muộn ấy. Hôm nay, mời bạn khám phá một cuốn sách vô cùng thú vị của tác giả Harris B. Brecker có tựa đề Ai đang giật dây bạn? Cách phá vỡ vòng lặp thao túng và giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Harris B. Brecker là một nhà tâm lý học và tư vấn gia đình, đồng thời cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách nổi tiếng. Bà sinh năm 1946 và qua đời khi mới chỉ 45 tuổi vào năm 1991, sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Trong suốt quãng thời gian sống và cống hiến, bà đã để lại rất nhiều các tác phẩm tâm lý hay, giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản thân mình và cách quản lý các mối quan hệ trong đời sống hàng ngày. Tới nay, các tác phẩm và sự ảnh hưởng của bà vẫn tồn tại, nhận được sự yêu thích vô cùng lớn của giới nghiên cứu và độc giả trên toàn thế giới. Cuốn sách Ai đang giật dây bạn của tác giả Harris B. Brecker sẽ là một hướng dẫn mạnh mẽ để ngăn chặn và thoát khỏi sự thao túng trong các mối quan hệ. Cuốn sách này phân tích sâu vào cách mà các mối quan hệ thao túng có thể gây ra cho mỗi người. Thông qua đó, tác giả Brecker tiết lộ các phương pháp phổ biến giúp người đọc nhận biết và chấm dứt chu kỳ thao túng độc hại này. Ai đang giật dây bạn? Nhận diện kẻ thao túng. Muốn phá vỡ chu kỳ thao túng và lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, trước hết bạn phải nhận diện được kẻ thao túng, biết được các đặc điểm và chiến thuật tâm lý kẻ thao túng thường dùng, trong đó có kiểm soát thông tin. Những kẻ thao túng thường kiểm soát thông tin mà họ chia sẻ, khiến bạn không bao giờ hiểu hết được toàn bộ sự thật. Họ có thể che giấu thông tin, bóp méo sự thật hoặc sử dụng thông tin một cách lựa chọn để tạo lợi thế cho riêng bản thân mình. Tạo ra sự hoang mang. Bằng cách gieo rắc sự nghi ngờ và bất an trong tâm trí nạn nhân, việc này làm cho nạn nhân khó có thể tin tưởng vào chính mình và những người xung quanh, từ đó tăng sự phụ thuộc vào người thao túng. Đánh vào cảm xúc. Những kẻ thao túng luôn sở hữu kỹ năng cao trong việc sử dụng cảm xúc của người khác để đạt được mục đích của mình. Chúng coi cảm xúc như một thứ vũ khí tối thượng, khiến bạn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ hoặc sợ hãi để giam giáp làm theo ý họ. Luôn hứa hẹn. Lời hứa của những kẻ thao túng gần như thay đổi liên tục. Chính điều này làm bạn cảm thấy rơi vào trạng thái không ổn định và bất an. Sự dối trá và lừa dối là công cụ thường xuyên được họ sử dụng để dẫn dắt bạn theo các luồng thông tin sai lệch và thiếu minh bạch họ đã chuẩn bị từ trước. Có thể nói, không phải lúc nào bạn cũng bị che mắt bởi những cách thức kẻ thao túng sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn dần hiểu ra vấn đề hoặc có chút nghi ngờ, chúng lập tức đánh vào tâm lý và khôn khéo xóa tan sự nghi ngờ trong lòng bạn. Một số cách tác động tâm lý những kẻ thao túng gây ra với nạn nhân. Trầm cảm. Những người bị thao túng thường xuyên cảm thấy mất kiểm soát đối với cuộc sống của họ. Điều này có thể dẫn đến cảm giác tuyệt vọng và buồn bã sâu sắc. Họ có thể cảm thấy bị mắc kẹt
trong một chu kỳ tiêu cực không thể thoát ra, làm tăng nguy cơ trầm cảm. Hạ thấp lòng tự trọng. Sự thao túng liên tục có thể làm giảm lòng tự trọng của nạn nhân. Khi họ liên tục bị chỉ trích, xem thường hoặc coi thường, họ có thể bắt đầu tin rằng bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu hay sự tôn trọng từ người khác. Họ không còn niềm tin vào chính năng lực cũng như đạo đức của mình. Thay vào đó là cảm giác mình chính là những nhãn dán người khác đính lên. Cảm giác bất lực. Nạn nhân của sự thao túng thường cảm thấy bất lực, không có khả năng thay đổi tình hình hoặc thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Sự bất lực này không chỉ gây ra cảm giác tê liệt mà còn có thể dẫn đến sự từ bỏ mọi nỗ lực để cải thiện tình hình. Họ thậm chí không dám phản kháng vì suy nghĩ mình không thể thoát ra khỏi mối quan hệ đó. Cảm xúc phức tạp. Những người bị thao túng thường xuyên cảm thấy một loạt cảm xúc tiêu cực như giận dữ, sợ hãi và thất vọng. Họ có thể cảm thấy khó khăn trong việc xử lý cảm xúc của mình và không biết làm thế nào để đối phó với những cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh. Trong một thời gian dài, nạn nhân của sự thao túng gần như phục tùng theo lời nói, hành động và sự chỉ đạo của những kẻ thao túng. Để thoát khỏi sự thao túng, đòi hỏi những chiến lược thực tế. Và trong cuốn sách này, tác giả Breaker đã chỉ ra những giải pháp hữu hiệu như sau. Chiến lược đối phó với kẻ thao túng. Trong cuốn sách của mình, tác giả Breaker cung cấp cho bạn đọc các bài kiểm tra tự đánh giá, kế hoạch hành động cụ thể và các bài tập thực hành để xây dựng sự tự tin và khả năng tự vệ thông qua 7 bước. 1. Nhận diện hành vi thao túng. Bước đầu tiên trong việc đối phó với sự thao túng là nhận diện ra nó. Điều này có thể bao gồm việc nhận biết các kỹ thuật thao túng phổ biến như sử dụng cảm xúc để kiểm soát, tạo ra sự tội lỗi hoặc đe dọa. Hiểu được các chiến thuật này có thể giúp nạn nhân không còn bị dắt mũi. 2. Thiết lập và duy trì ranh giới rõ ràng. Một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với những người thao túng là thiết lập các ranh giới lành mạnh. Điều này có nghĩa là cần rõ ràng về những gì bạn cho phép và không cho phép trong mối quan hệ. Đồng thời, việc giữ vững các ranh giới này cũng quan trọng không kém. 3. Nâng cao nhận thức về bản thân. Hiểu biết sâu sắc về bản thân và những điểm yếu cá nhân có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi bị thao túng. Phát triển sự tự tin và tự trọng có thể làm giảm khả năng bạn bị ảnh hưởng bởi các chiến thuật thao túng. 4. Tìm kiếm sự hỗ trợ. Đối phó với người thao túng một mình có thể rất khó khăn. Thay vào đó, bạn hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc chuyên gia tư vấn có thể cung cấp sự ủng hộ cần thiết để giải quyết tình huống và phục hồi. 5. Phát triển kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để đối phó với những người thao túng. Điều này bao gồm cả khả năng truyền đạt rõ ràng, ranh giới của bạn và cũng như biết cách từ chối một cách lịch sự nhưng kiên quyết. 6. Sử dụng kỹ thuật xử lý xung đột. Học cách xử lý xung đột một cách lành mạnh có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề mà không làm tăng thêm căng thẳng hoặc mâu thuẫn. Điều này bao gồm việc hiểu cách lắng nghe và phản hồi một cách cân nhắc chứ không phải chỉ phản ứng theo bản năng. 7. Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp khi cần thiết. Đôi khi, sự hỗ trợ từ một chuyên gia đào tạo có thể là cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn và hỗ trợ phục hồi sau khi bị thao túng trong thời gian dài sau đó. Thông qua các bước chi tiết, tác giả Breaker đã trang bị cho độc giả những công cụ mạnh mẽ để không chỉ nhận diện và chống lại sự thao túng mà còn giúp họ phát triển một cuộc sống cá nhân lành mạnh và tích cực hơn. Cuối cùng, Breaker nhấn mạnh việc xây dựng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau trong các mối quan hệ là nền tảng cần thiết để phát triển thể chất và sức khỏe tinh thần của mỗi người. Những mối quan hệ lành mạnh, tích cực sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng trầm cảm, lo âu, từ đó đối phó tốt hơn với các áp lực diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy, mối quan hệ lành mạnh còn là chìa khóa giúp bạn học tập nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cùng nhau. Bạn sẽ luôn có cảm giác được hỗ trợ, khích lệ,
trong những giai đoạn khó khăn của công việc và cuộc sống. Thay vì việc nuôi dưỡng quá nhiều mối quan hệ hời hợt xung quanh mình, hãy tập trung vào những mối quan hệ chất lượng và mạnh dạn từ bỏ, chấm dứt quan hệ với những người bạn cảm thấy mất an toàn hoặc sự tồn tại của họ chỉ khiến bạn thấy bất an, mệt mỏi. Bạn hoàn toàn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình bằng cách ngồi lại, nhìn thật kỹ những mối quan hệ xung quanh và gọi tên, phân loại chúng. Đừng để mỗi ngày đều trôi qua trong sự lo âu và kiệt quệ. Hy vọng cuốn sách Ai đang thao túng bạn hôm nay sẽ đem tới cho bạn những góc nhìn sâu sắc về các mối quan hệ trong cuộc sống đang diễn ra. Bạn thân mến, bạn vừa nghe file tóm tắt sách Ai đang thao túng bạn của tác giả Harris B. Breaker. Hẹn gặp lại bạn trong chuyên mục tóm tắt giới thiệu các cuốn sách hay của Waka. Để thường xuyên nhận được thông tin về các sản phẩm mới, bạn nhớ ấn subscribe kênh và truy cập fanpage Spotify của Waka sách tóm tắt nhé.